nước lên không tới luôn đó. Ô, ở đây tuyệt vời quá ha. Đứng đây thì nhớ cái hồi tâm là gì? À, premiere phim Chị Trợ Lý Của Anh à? Có bạn nào đi lúc đó không? À, ở đây đúng là Ngọc Dung chọn một cái nơi rất là tuyệt vời như thế này. Quá trời mọi người có thể gặp nữa luôn. À, quý vị các bạn có khỏe không? Khỏe hả? Ok. Bây giờ sẽ là một ca khúc để mình chào hỏi nhau trước chút xíu hả? Như Tâm đã nói rằng là hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn đúng không nào? Cuộc hẹn rất là đặc biệt của Ngọc Dung, nên là Tâm sẽ gửi đến tất cả quý vị và các bạn ca khúc được mang tên Hẹn Ước Cùng cùng Ngọc Dung. Tự nhiên tới đây xong tự nhiên mình thích làm nhiều sự kiện sắp tối ghê nè. Làm gợi nhớ nhiều cái đặc biệt ghê. Hay là mình premiere phim ở đây luôn cho rầu. Tình giữ cái mặt mình các bạn làm quá hay nói quá sản. Ok, thêm một ca khúc nữa nha. Sẽ là một ca khúc của nghệ sĩ Khắc Hưng, hồi nãy là ca khúc của nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh ha. Mà ca khúc này là Tâm có biểu diễn trong live show Tri Âm vừa rồi á, mà đã phối lại. Và bây giờ sẽ gửi đến tất cả quý vị và các bạn ca khúc được mang tên Nơi Mình Dừng Chân. Được mang tên Người Hãy Quên Em Đi. Quá tuyệt vời đúng không? Một lần nữa cảm ơn MC rất nhiều ạ. Thank you. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, mỗi một phần biểu diễn rất đặc biệt bây giờ. Không thể nói là không khí của chúng ta ngày hôm nay không thể nào mà không nóng đúng không ạ? Nhưng mà ngay bây giờ thì với vị trí là đại sứ làm đẹp không phẫu thuật của hệ thống thẩm mỹ Ngọc Dung, chắc chắn là nữ ca sĩ Mỹ Tâm của chúng ta cũng sẽ có vài lời lúc này gửi đến cho tất cả quý vị đúng không ạ? Như Tâm hồi nãy giờ cũng chia sẻ rồi là Tâm rất là vui mừng khi được tham gia một sự kiện như này, bởi vì cũng rất là lâu lắm luôn rồi, mình mới mấy năm rồi mình mới trở lại một cái event như thế này và được gặp gỡ rất là nhiều khán giả, và đặc biệt là các bạn thấy ở phía trên này. Wow, rất là đông luôn. Nên là Tâm rất là cảm ơn Ngọc Dung đã tạo cơ hội để cho mình có thể gặp gỡ được khán giả ở đây, và cũng như là thực sự cảm ơn tất cả khán giả đã đến cũng như là ủng hộ cho Mỹ Tâm, cho các nghệ sĩ và cũng như là cho Ngọc Dung. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được một lần nữa cảm ơn nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và chị ơi, cái câu này nó cũng hơi nằm ngoài một chút xíu thôi. Tất cả quý vị các bạn, đặc biệt là các bạn đã chờ từ rất lâu rồi. Em nữa, trong đó có em luôn nha. Chị bật mí một chút xíu là em nói là hình như sắp tới chị có hay quên không chị? Trời ơi, em cài luôn.
đi. Nhưng mà tại vì lần này là Tâm quyết định là sẽ làm một cái gì đó đặc biệt cho Dream của mình, đúng không? Cho nên là ngày mai Tâm sẽ có thông tin về buổi livestream này cho tất cả các bạn nha. Ngày mai sẽ có thông tin đó về ngày giờ và chương trình livestream đặc biệt dành cho tất cả các bạn trong trong năm mới. Các bạn có thấy bật mí vừa rồi như thế nào ạ? Yeah. Quá tuyệt vời ha. Các bạn cùng chờ đón nha. Có nghĩa là hôm nay mình về có như là ngoài cái trải nghiệm âm nhạc có thêm một chia sẻ những bí quyết lưu giữ thanh xuân, tính ra có nay mình cũng sẽ ngủ ngon đó nha, có thêm thông tin bực một chút xíu thì cũng được rồi. Cũng bực mí nhưng mà hình như là sẽ không nằm trong tháng này mà sẽ nằm trong tháng 1 của các bạn. Có muốn biết ngày luôn không? Thôi mình làm luôn. Tâm đang dự định là ngày 10 tháng 1 đó các bạn. Sẽ có buổi livestream gặp gỡ tất cả các bạn nha. Nhưng mà thông tin chi tiết thì ngày mai tôi sẽ gửi đến các bạn. Các bạn cùng theo dõi ha. Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cảm ơn chị Mỹ Tâm một lần nữa. Và thưa quý vị thân mến, phần biểu diễn vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của hệ thống Tâm Quý Vị Ngọc Dung. Cảm ơn quý vị rất nhiều và đừng quên tiếp tục theo dõi chương trình của chúng ta vì ngày mai vẫn còn diễn ra quý vị nha. Và hôm nay hãy tiếp tục theo dõi các hoạt động của gian hàng tại Vàng Hành Môn. Chương trình sẽ tiếp kép dài cho đến 22:30. Di chuyển luôn.